một bất động sản nằm đối diện công viên quỹ đất xây dựng trường học và trung tâm thương mại giá hiện tại chỉ 750 triệu trên một mét à, trên một nền 150 mét vuông đất của chúng ta đất ở đô thị phun thổ cư và đặc biệt vị trí đất này nằm kế những dãy nhà phố thương mại và giáp với lại công ty xí nghiệp như quý vị giáp công ty xí nghiệp trước mắt chúng ta là quỹ đất được xây dựng công viên trường học và dịch vụ thương mại và xa xa chúng ta có thể thấy ạ à, công ty CP một trong những tập đoàn lớn nhất về sản xuất thức ăn và à, thức ăn xuất khẩu ra nước ngoài nha quý vị đó rồi vị trí đất của Việt Nam nằm trên trục đường T17 nha quý vị nằm trên trục đường T17 với lộ giới của đường này là đường nhựa 16m vỉa hè mỗi bên 4m và lòng đường 8m cây xanh đã được trồng chuẩn Singapore và giáp những dãy nhà phố thương mại đặc biệt vị trí đất đối diện quỹ đất thương mại dịch vụ và trường công viên nha quý vị với vị trí đất này giá hiện tại chỉ 750 triệu kế những dãy nhà phố thương mại và chúng ta có thể thấy hình ảnh qua Playcam Trọng Thơ đang quay chúng ta xem nha, rất là đẹp, rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, từ đây chúng ta di chuyển ra công nghiệp cũng chỉ 150 m. Di chuyển hành lễ nhập phố thương mại, cổng chính của trục đường b 1 cũng chỉ 300 m là tới cổng chính rồi. Trước mắt chúng ta là dọc đường quốc lộ 14 nha quý vị, là dọc tuyến đường quốc lộ 14. Hiện tại mặt tiền đường quốc lộ 14 thì chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ ra À, Trung tâm thương mại Trần Thành La Gia tại ngã tư Trần Thành giao nhau quốc lộ 13 và quốc lộ 14 Lẽ trái chúng ta sẽ về Đồng Xoài và các tỉnh Tây Nguyên trong thơ trên chiên thẻ chúng ta một cái thông tin cực kỳ tốt nha quý vị Hiện tại giá bất động sản tại mặt tiền đường quốc lộ 14 dao động từ 600 đến 700 triệu trên 1 mét ngang nha quý vị Trên 1 mét ngang Chúng ta sở hữu được 5, 5 mét ngang ở mặt tiền đường quốc lộ 14 là chúng ta phải bỏ ra tầm tài chính từ 3 tỷ cho đến 4 tỷ Chỉ cần chúng ta xích vào vị trí trọng thơ đang đứng đây là chúng ta sở hữu được một vị trí tương đương ngang năm số 30 đất ở đô thị phun thổ cư ưu điểm được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng mà giá hiện tại chỉ 750 triệu liên hệ ngay cho trọng thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu và nhớ đăng ký kênh chia sẻ video trọng thơ cho người nhà bạn thân để chúng ta nắm bắt cơ hội đầu tư tại một cái khu công nghiệp lớn nhất cả nước đó là công nghiệp BKM Trân Thành Bình Phước hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo